Xin lỗi các quý cô, nhưng chúng ta không được dùng đồ trang điểm. Còn rất nhiều thứ phải tập trung vào. Nói chuyện một mình đi cô, chúng tớ có kho báu ở những chỗ cất giấu đỉnh nhất. Tinh danh nhỉ, xem chỗ giấu này nè. Cùng đồng hành nhé, tụi tớ sẽ cho bạn biết cách thực hiện tất cả. Các em, có đúng như mình nghĩ không? Một quả cam. Tuyệt, đúng là một màu rực rỡ phải không? Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ăn quả táo xanh mọng nước thôi nè. Được phép ăn mà nhỉ. Chắc mình lại gặp ảo giác rồi. Đúng vậy, đâu có gì mà nhìn. Xin lỗi nhé. Cô là ai và cô muốn gì? Cô đem tất cả đống này cho tù nhân à? Không thể nào, không được đem đồ trang điểm vào. Đây là những thứ cô được mang cho cô ấy. Giờ thì đi đi, trước khi tôi nổi giận. Không tin nổi khi cô ấy nghĩ là có thể đem tất cả vào. Mình nghĩ là có thể ép thêm xíu nước trà. Này Mandy, lại đây nào. Tôi hả? Được rồi, đến ngay. Bạn có mang cái này cho cô đấy. Dĩ nhiên là nó không thể chui lọt qua rồi. Đây, để tôi giúp anh một tay. Cảm ơn nhé, giờ thì được rồi. Không biết mình có gì đây nhỉ? Giấy vệ sinh và kem đánh răng. Chỉ vậy thôi sao? Wow, đợi đã. Wow, đây là đồ trang điểm được ngụy trang. Mình phải xem kem đánh răng mới được. Hẳn là cô ấy đã phải dùng kéo và cắt đi phần đuôi để cô ấy có thể nặn hết kem đánh răng ra. Đồng nghĩa với việc cô ấy có thể đổ vào bất kỳ thứ gì cô ấy muốn, trong trường hợp này là kem nền. Sau đó những gì cô ấy phải làm là dán phần đuôi lại bằng cách dùng giấy nến và máy giũi tóc. Nhìn sẽ dán chặt nó lại, nghĩa là mình sẽ có kem nền. Cũng như mút trang điểm để dùng. Trang điểm thôi. Đợi đã, mình cần cái muỗng này. Mình có thể dùng nó để soi, giống như gương vậy. Wow, tốt hơn nhiều rồi. Wow, đó không phải là trái tim thật đúng không? Nói về bạn là mình lo lắng ghê. Mình mới nuốt móng tay của mình sao? Mình có thể chết mất. Mấy cái móng này nguy hiểm quá. Và mình sắp nhai nát hết rồi. Nhìn bộ móng này xem. Lẽ ra mình không nên tới chỗ đông người. Cậu có vấn đề gì à? Chắc chắn có gì sai sai mà. Chà, tớ bị quen thói cắn móng tay đây. Ôi. Nhưng không cần phải như vậy đâu. Cô đang không nhìn đúng không? Nói xin chào với người bạn thân mới của cậu đi. Keo hả? Thôi để tớ thử xem sao. Là sơn móng tay. Danh ma đấy. Để tớ tô lại nhanh nào. Chưa gì trông đã đẹp hơn rồi nè. Thế này đúng là hoàn hảo. Cảm ơn bụi yêu. Để làm cái này đổ keo ra một cái đĩa. Khi cái hộp đã hết sạch keo, nhét một cái phễu nhỏ xíu vào miệng. Lấy loại sơn móng yêu thích của bạn và đổ vào đó. Chắc sẽ mất khoảng vài phút thôi. Lấy phễu ra và xoáy nắp trở lại. Đây là mẹo lén lút dễ nhất tớ từng biết. Và nhìn lộng lẫy chưa nè. Tớ sơn nốt tay kia đây. Madison, tốt nhất đó không phải là sơn móng tay. Rốt cuộc đây không phải là tiệm nail. Lẽ ra mình phải kín đáo hơn. Nhưng chỉ là keo thôi mà cô. Vậy không sao. Tiếp tục với van động mạch chủ. Cảm ơn tiếp nha. Hả? Cầm mỹ phẩm á? Chán như con rán luôn. Thôi, đành cất vào hộp tủ vậy.
tiện lấy sách vở vào lớp luôn nè. Nhiều sách quá đi. Thôi xong, rơi hết mất rồi. Ôi nhìn kìa. Mình may quá đi. Mà khoan đã, tôi nghĩ ra trò hay rồi bà con. Cần một quyển sách dày cộm nè. Và một cái kéo nữa, vì phải cắt nữa đó. Trái tim này dễ thương ghê. Nó vừa y như hộp phấn của mình luôn. Cơ mà còn nhiều màu xinh lắm nè. Lấp lánh và dễ thương xỉu luôn. Mình sẽ dính hết lên trang này. Cả mấy cái gương nhỏ xíu nữa nhé. Xinh quá đi. Thế là xong xuôi. Ổn rồi, vào lớp thôi. Này, này cậu xinh ghê á. Đến lúc trang điểm rồi. Ai cần cọ chứ, ngón tay tán còn dễ hơn nè. Phải đánh mắt kỹ chút cho hút hồn nha. Thoải mái hẳn ra. Wow, ghen tị quá à. Cho tớ mượn với nhé. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Không ai nhìn nhở, thoa phấn mắt xinh thôi. Này em ơi, em biết quy định mà. Đưa đây cho cô. Vẽ tiếp đi. Trông giống màu nhở. Thay thế màu bằng phấn mắt nè. Vừa đúng cỡ nhở, thấy không? Sẽ chẳng ai biết đâu. Chỉ cần chấm cọ một cái, tha hồ sáng tạo mà sáng tạo trên mặt luôn. Thấy không? Kỳ diệu quá. Xong rồi. Nè, thử dùng của tớ đi. Cảm ơn gái nha. Nàng ấy nói với chàng rằng nàng cần có bạn nhảy trong vũ hội. Cuốn sách này chán ngắt. Cha của chàng. Ơ kìa, cô ngủ gục luôn rồi. Không muốn cuộc phần ấy đâu. Chuẩn, cô ngủ say luôn. Cơ hội để mình dặm lại lớp trang điểm nè. Dặm nhanh thôi. Ồ, còn bé này liều thật đấy. Hả? Sao tự nhiên mình thấy sau lưng có gì kỳ kỳ ấy? Chào. Đưa mỹ phẩm ngay cho cô. Ồ, cô làm mình bực ghê. Khổ thân, cô lại tịch thu mỹ phẩm của cậu. Nhưng nhìn nè, tớ có một bí mật. Đúng đó, đồ uống của tớ là hộp phấn. Lấy một cái cốc không và lật ngược lại. Rồi phun keo vào đáy cốc nhé. Chuẩn rồi, tiếp theo hộp phấn yêu thích. Tớ đặt nó lên keo và chờ cho keo khô đi. Úm ba la, mỹ phẩm được giấu dưới cốc mở ra. Tớ đóng nắp để nó trông như thật luôn. Nhưng mà chưa xong đâu, phấn thì phải có cọ mới dùng được đúng không? Tớ cắt dọc ống hút và đưa cọ vào trong. Rồi tớ kéo thêm một cái ống hút khác để che đi. Sau đó chỉ cần đưa ống hút qua nắp thôi. Wow, đỉnh của chắp luôn. Kéo ống hút là cọ lộ ra để tớ dùng. Dặm phấn nốt cho xinh nào. Ủa, lại làm trò gì nữa kia? Phải đến xem kỹ mới được. Uống nước thì được. Sông Mississippi bắt đầu từ một dòng nhỏ ở bang Minnesota xinh đẹp. Ôi, mình muộn rồi. Mong là không ai thấy. Ava, đi muộn hả? Ngồi đi. Vâng ạ. Quay lại cách ta đi bộ qua thượng lưu sông Mississippi nào. Chồng bạn mới đấm nhau với con gà trống vậy. Chào Madison. Chào Ava. Tội nghiệp gái, cậu ấy cần được giúp đỡ. Ava, cho cậu cái này nè. Ôi không, chúng mình như khi đột. Sửa tóc chắc đỡ hơn. Không, vẫn thế. Chắc chưa ai để ý mặt cậu đâu. Chờ đã, mình có thể giúp cậu ấy. Ava, xem tớ có gì này. Mình có phấn, mình có sao lấp lánh. Mình có nhũ. Và cả kem nền. Tớ là bà tiên trang điểm của cậu. Chỉ cần bắt đầu với hộp đựng bút chì.
Một mảnh bìa cứng sẽ giúp giấu phần ngăn kéo đi. Giờ đã đến tiết mục kem nền mà tớ cực thích rồi. Ngăn kéo này đựng được nhiều lắm, vừa như in nè. Không thể quên cây son đỏ được. Chia sao và nhũ vào các ngăn khác. Kem che khuyết điểm ở trên cùng. Giờ đến phụ kiện. Chỗ này ok đó. Son bóng ở đây. Cọ trang điểm cũng vừa y. Giờ giấu chúng đi nào. Bút chì màu sẽ che đi đồ trang điểm. Madison, cậu đúng là người hùng của tớ. Đã đến lúc trang điểm rồi. Tớ cần kem che khuyết điểm. Rồi kem đền. Tút tắt lại đôi môi. Không thể quên mắt được. Những bước cuối nào. Không còn giống khi đốt nữa rồi. Cảm ơn cậu nhiều, Madison. Không có gì. Các em,